Cô chú ơi, mấy chú này tới làm rồi nè. Con trai á hả, nó đem cái iPad nó ra, nó ngồi đây. Nó ngồi, nó coi cho mấy chú đó làm, có được đời, nó không kêu nó vô nhà, nó không chịu vô. Nó chạy ra, nó hỏi mấy chú ơi, mấy chú đang làm gì đó. Rồi cái anh ta làm, nó hỏi là tại sao mấy chú lại làm cái đó. Cái đó là cái gì, trời ơi, nó ngồi, nó canh người ta làm, có được đời không. Con đi vô nhà cho mẹ cái đi. Không mẹ. Sao vậy, con ngồi đây làm chi vậy? Rồi nó để con ra con chào chú nữa. Con ngồi đây làm chi? Con muốn chờ hả? Con chờ mấy chú làm xong rồi con mới vô hả? Trời ơi. Rồi có lạnh không? Mặc áo không? Rồi không mặc áo thôi. Rồi you better. Because you said the other word. Trời, dẻo dữ ta. Dẻo rồi, làm dẻo cho cô chú coi coi làm. Nè. Làm gì đó, làm dẻo cho cô chú coi 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 con cầm cái chân con lên sao. Con cầm cái chân con lên sao. trời ơi nó nhảy. Kéo á, kéo quần lên. Ôi trời ơi, dữ ghê. Hay ê á. Coi coi ba nhìn coi nhìn này nha. No more jumping on the bed. No more monkey jumping on the bed. Mommy didn't even really see the bed broken over there. Rồi con làm cái lưỡi cho cô chú coi coi. Cái lưỡi con dẻo sao, cái lưỡi con dẻo sao. Đúng rồi, ui trời dẻo dữ. Ui trời dẻo. À đúng rồi, Jay ơi. Ngày mai 11 giờ trưa mình có một cái hẹn. JD has a teeth cleaning appointment tomorrow. No. Ngày mai là con phải đi ra cho nha sĩ chà răng cho con. Đó, đây là lần thứ hai con sẽ đi chà răng này nha, nghe chưa? Ngày mai phải dậy sớm. Nhăn răng ra cho nha sĩ chà. Nên là tối nay với lại sáng mai là con phải đi đến ăn. Thì sao? Con muốn đi hả? Đó, con nhớ không? Con nhớ là cái game mà con ngồi mà con bắt con sâu rồi con lấy đồ ăn ra cho cái em bé kia không? Bác sĩ sẽ vô trong đó bắt con sâu ra cho con. Đó, thấy chưa? Rồi ngày mai là con đánh răng không tốt là nha sĩ sẽ nói liền là con đánh răng không tốt liền. Nên là ngày mai phải dậy sớm nghe chưa? Con nhăn răng ra cho mẹ coi, con răng con có đều không? Nhăn răng cho mẹ coi. Nhăn bự ra. Đó, rồi cái lưỡi sạch nè, cái lưỡi le ra có sạch không? Le lưỡi ra coi cái lưỡi sạch không? Le ra à. Cái lưỡi cũng ok chứ không bao giờ, không ai nhiều nhưng mà ở bên trong nó còn trắng trắng nè. Một chút phải lấy cái cây cạo cạo cái răng nghe không? Cây okay. Cạo cái lưỡi nghe không? Good night family. Good night family. I like egg and the bua. Okay. Bua. You guys bua. Go play out in the living room. Daddy's got to work tomorrow. Con có hôn ba cái chúc ba ngủ ngon không? Đi chạy lại hôn ba cái chúc ba ngủ ngon. Lại lên. Give daddy a kiss. Con nói chúc ba ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Oh, come on. Ngày mai ba dậy ba đi gì? Come on, em bé. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn ba. Ừ. Con thương ba gì? Con thương ba so much. So much nhất gì? Đừng con. Con thương mẹ sao? Con thương mẹ so much. So much hả? Nhất gì? I wanna see you out only. Nhất gì? Nhất trên đời. Nhất trên đời. Mẹ bán gì? Mẹ bán những con nhiều chân. Lớn lên. Mẹ bán daddy. Mẹ bán daddy hả? Dạ. Rồi daddy bán gì? Nhiều hoa ngày Tây. Daddy bán nhiều hoa ngày Tây luôn hả? Dạ. Còn chay bán gì? Nothing. Bán gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Con bán nụ cười. Con bán hồng. Con bán nụ cười cho cô chú. Nói đi, con bán nụ cười cho cô chú. Hello cô chú. Trời ơi, nhắc ma cô chú à. Ui trời ơi. Này anh già ghê thiệt kìa chứ. Ngày xưa ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang.
chinh chay ngày xưa đó. Đâu, cái con đó là con gì á? Marshall. Wow. Con đó là con gì? Marshall. Ờ, con nói không, con này tên gì? Marshall. Con không, con này tên là Owlet. No. Chứ gì? I think it's kind of cat boy. À, con này con cat boy hả? Yeah, squishy mushrooms. Yeah. Làm gì vậy? Muốn ôm cổ mẹ hả? Ôi trời, ôm cổ chị gì lạ vậy? Giờ đi đâu? Mà con muốn còng gì? Muốn còng còng. Bây giờ trời mưa chưa ha? Rồi, ok. Đợi đi mày dựng xuống nha. Mommy, no, mommy. Ok, chứ làm sao? It's nói tiếng Việt. It's walking here. Là sao? It's walking. Ồ, là mẹ phải đi á hả? Dạ. Yeah. Bây giờ mẹ bò được không? Yeah. Mẹ bò nghe. Dạ, mẹ. Còng, còng. No, mommy, don't touch. Hả? Không, à, tới con, con nói nha. Rồi, con nói đi. Còng, còng. Ít trời, trời mưa. Được không? Có 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 được không? Rồi con đứng lên, con đứng lên vai mày luôn đi. Bây giờ mẹ nằm xuống nè, con đứng lên lưng mẹ luôn nè. Rồi đứng lên luôn, đứng lên luôn. Đứng lên lưng mẹ luôn. Ok mẹ. Đứng lên. Rồi giang hai tay ra. That's too fine. Rồi giang hai tay ra. Mẹ thua giữ. Hả? Con làm được mà, con tập đi, con tập đứng lên đây cho con giữ thăng bằng trên lưng mẹ đi. Giờ giữ thăng bằng trên. Đó, đó, đó. Mẹ I step on your booty. I step on it. I step on your booty. Đứng lên đàng hoàng. I think she thinks she can get away with it because she didn't say just it randomly. She was saying, "Hey, yeah, that is yeah. your Oh wow, thấy chưa, che giữ thân bằng giỏi quá ta. Wow. Wow, con đi đi, đi lên luôn, đi lên luôn, đi luôn. Ouch. Đi. Đi ghen phải không? Đi đi. Rồi hát đi, hát đi. Đừng ở lại đằng sau đó, đằng lại đằng sau đó té bật ngửa xuống đó. Mày đã lấy cái chân lên để mày cản rồi đó. You're gonna hurt people, baby. Ôi, nó chơi vậy đó, nó chơi vậy đó. Ok, nữa đi con, nữa đi. Xiết cho cô chú coi coi sao. Đi sao? Rồi, hát đi. Bi da 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 bi. That was silly. Yeah. That was silly. Rồi, bây giờ con bi da bi da bi coi. Bi da 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 bi. I can't stand. I got it. Nó chơi vậy đó cô chú. Oh, lâu 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 quay cho cô chú coi là tối ăn chay nó chơi thì sao? Đó. Mấy này là khó khó ít khi nào quay lại lắm. Chứ nó vậy đó. Không 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 cái đầu mẹ cái coi, không tóc mẹ cái coi. Ôi trời ơi. Hồi chiều hồi nãy mẹ ngủ. Hồi nãy mẹ. Hồi nãy mẹ ngủ. Cái con hỏi mẹ ngủ ngon không ạ? Ôi trời, ôi trời. Nó không có thương mẹ nó chút nào á, nó làm cho mẹ nó đau không à? Hả? Hả? Rồi ôm hôn là. Vậy đó, đó. Có đó có được không? Có được không? Có được không? Let's walk to
À, trời ơi, nói đồ chơi cái trò này nè, là Ngọc đứng lên á. Ngọc đứng lên á. Là Ngọc chổng cái đầu ra xuống như vậy.